Xin chào mọi người. Có rất nhiều người yêu cầu là mình hướng dẫn thổi sáo mèo bài duyên phận. Thì hôm nay mình là hướng dẫn thổi bài này trên sáo mèo nam tôn đô. Bài này thì nó chỉ gồm có hai đoạn thôi, nó lặp đi lặp lại thôi. Mình hướng dẫn hai đoạn chính thôi. Các bạn thổi lại là được. Trước khi vào thì mình chú ý đến bạn là có nốt son viết cảm âm để ở bên dưới clip nhé. Nốt son mà mình không biết hoa là vì thế thổi nhẹ. Đấy. Đó, và nốt si dáng này. Không biết hoa là vì thế thổi mạnh. Đó. Có gạch hai nốt mà gạch nhau, gạch ngang nối với nhau là vuốt này. Ví dụ như đó. Ta vào luôn câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên cảm âm là son si do re re si re fa fa. Đó, câu đầu tiên mình làm chậm nha. Chia làm câu đầu tiên là chia chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phần lá con gái. Đó, chia một lần yêu ai. Đây câu đầu tiên. Câu thứ hai là fa fa son son fa si son fa re do re. Đó, mình thử lại nha, chậm nha. Fa fa son son fa si son fa re do re. Tổ hai câu đầu liền nhau nha. Son son do do si do re fa fa re do re si do son. Son son do do. Nó đồm vứt từ ngón út lên này. Lại là câu 3 nha. Re re fa 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 son son. Câu này dễ rồi. Cái nốt re đầu tiên vớt từ nốt đô lên. Cái nốt pha thứ ba ấy là vớt từ nốt re lên. Thôi lại câu câu 4 nào. Lại câu 4 nha.
son son la la son si la son fa son re. Nốt son đầu tiên vô từ nốt fa lên. Chậm nha. Lại câu đấy này. Cả câu trước và câu sau này. Rê cuối cùng vớt từ nó phải thôi. Câu tiếp theo. Fa đô si đô si đô rê fa. Pha đầu tiên nó vượt từ nốt lên lên. Chọn này. Cái nốt đô thứ hai vượt từ đây xuống này. Tiếp câu cuối cùng của phần 1. Con có từ phàn luôn đây. Re fa son son si la son fa re son. Nó xong cuối cùng vô từ pha lên. Chậm nhá. Xong đoạn đầu tiên, xong đoạn thứ hai. Câu đầu tiên của phần 2. Son son fa son si son fa re fa. Chưa yêu lần nào ấy. Đó, chậm nha. Son son fa son si son fa fa si fa si son fa. Chọn này. Đó, lại nha. Đó, tiêu tiếp theo. Viết trong tình yêu như thế nào? Đó. Phát xoắn dây đồ vuốt này. Fa son re đồ si đồ re fa son. À, chẳng hạn. Fa son re đồ. Câu tiếp theo. Đô đô si đô re fa re fa. Chậm nha. Tiếp theo. Re fa son
La si la son mà. Cả câu này. Do do si do. Do do si do re fa re fa. Do do si do re fa re fa. Re fa son la si la son la. Chậm hơn nha. Tiếp câu tiếp theo. Nó gần giống với câu đầu tiên của phần 2. Son son fa son si son fa đấy. Giống luôn đấy. Hai câu đầu luôn ạ. Hai câu đầu tiên của phần 2 ấy. Mình thổi à, thổi luôn là hai câu đấy. Khác nhau câu cuối này. Do do si do re fa son si la son fa re son. Nha, chậm này. Câu này là hơi khó. Cứ từ sau lên xin. Phân phi la son pha để phun này, chỗ này. Mình thổi lại cả ba nhá, cả hai phần luôn. Phần 2 thì cái đoạn 2 thì nó chỉ thổi lặp lại thôi, nó thổi phần 2 trước cho lại về phần 1. Chúc các bạn thành công nha.